Các em thân mến, hôm nay thầy trò mình lại gặp nhau trong cái chương trình ôn thi đại học môn lý. Hôm trước thầy đã nói các em về vấn đề con lắc lò xo, cũng như quãng đường đi, thời gian của các điểm làm điều hòa, cách biết phương trình dao động, tính lực đàn hồi lớn nhất, nhỏ nhất, vân vân. Hôm nay cũng chủ đề dao động điều hòa mà thầy nói về con lắc đơn. Thầy trò mình sẽ xét một vài bài toán về vấn đề dao động con lắc đơn. Trước tiên mấy em nhớ là những cái công thức cơ bản về con lắc đơn. Đầu tiên, tần số góc con lắc đơn được tính theo gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc đơn và chiều dài của dây, cũng như chu kỳ tính theo tần số góc bằng 2pi căn bậc 2 của chiều dài trên cho gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc đơn. Và một công thức nữa, đó là công thức liên hệ giữa ly độ góc và ly độ dài của con lắc. Góc quét alpha bằng cung trên cho R, trong trường hợp này chính là độ dài của dây treo, alpha bằng S trên L. Mấy em chú ý trong công thức này, alpha được tính theo đơn vị radian, chứ không phải độ. Năng lượng con lắc đơn. Năng lượng toàn phần có dạng 1/2 mgl alpha không bình. Alpha không là góc lệch cực đại, là góc tạo bởi dây treo con lắc và phương thẳng đứng. Alpha không là góc lệch cực đại, đó là góc tạo bởi dây treo và phương thẳng đứng, sẽ bằng động năng cộng thế năng. Động năng con lắc đơn vẫn là 1/2 mv bình, nhưng thế năng con lắc đơn lại là 1/2 mgl alpha bình. Alpha là góc tạo bởi dây treo so với phương đứng tại thời điểm đang xét, tại thời điểm mà chất điểm đang có vận tốc là v. Nên chú ý. Ngoài ra cái cơ năng toàn phần còn được tính bởi công thức 1/2 m omega bình S0 bình. S0 là độ dời cực đại, omega là tần số góc, được tính bởi công thức trên này bằng căn bậc 2 của G trên L. Đây là những điều lưu ý về con lắc đơn. Nó có vài đơn vị tương đương nhau nhưng nó khác với lại con lắc lò xo, đặc biệt là về công thức năng lượng và về công thức chuyển đổi giữa ly độ góc và ly độ dài. Thầy nhắc lại, trong công thức tính ly độ góc thì alpha này các em phải đưa về đơn vị radian, không được để đơn vị độ. Một khái niệm nữa thầy nhắc lại, trong chương trình phổ thông các em đã học, đó là công thức tính lực căng dây tại thời điểm mà con lắc đơn, dây treo con lắc đơn hợp với phương đứng một góc alpha. Thì lực căng dây bấy giờ sẽ có công thức là mg nhân cho 3 cos alpha trừ 2 cos alpha không. Alpha không là ly độ cực đại, alpha là góc tạo bởi dây treo và phương đứng tại thời điểm T đang xét, cũng như công thức tính vận tốc. Cộng trừ là cho chúng ta quy ước tròn chiều dương, khi con lắc chuyển động từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái là chiều dương, thì V bằng cộng trừ. Còn độ lớn của vận tốc sẽ được tính bởi công thức căn bậc 2 tích 2gl nhân cho cos alpha trừ cos alpha không. Rồi, trên đây là những cái công thức quan trọng về con lắc đơn. Các em phải nắm những cái công thức này thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng giải những bài toán liên quan tới con lắc đơn. Thầy trò mình đi qua một số bài tập trắc nghiệm, về con lắc đơn. Thầy xét ví dụ 1. Ta có một con lắc đơn chiều dài là L. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc alpha 0 rồi thả nhẹ, bỏ qua ma sát. Vận tốc của vật và lực căng của dây treo tác dụng vào vật khi dây treo hợp với phương đứng một góc alpha là. Chúng ta có 4 đáp án. Cộng trừ 2gl cos alpha trừ cos alpha 0, và lực căng T là mg nhân 3 cos alpha trừ 2 cos alpha 0. Và tương tự đáp án B, đáp án C và đáp án D. Phía trước là biểu thức tính vận tốc, phía sau là biểu thức tính lực căng dây. Bạn thấy các thông số khác nhau, ở đây khác 2, ở đây khác 2 và 3. Mem so sánh 4 đáp án. Tài giải như sau. Trước tiên mấy em nhớ lại cái sơ đồ này. Như nãy thầy nói trong phần tóm tắt cái phương pháp và một vài cái lý thuyết cơ bản về con lạc đơn. Alpha đây là gốc tạo bởi dây treo con lắc so với phương đứng. Còn alpha 0 là cái gốc lệch cực đại của con lắc. Gốc lệch cực đại con lắc. Thì tương ứng nếu để chọn mốc thế ngang tại vị trí C là tại vị trí cân bằng, vị trí thẳng đứng của dây treo đấy, thì mấy em thấy tương ứng là ở A ta có HA, ở B ta có HB để mà tính thế năng. Nhưng em biết con lát nằm ở vị trí A thì thế năng của nó tính theo độ cao là MGHA, tại B MGHB. Và quãng nạn chịu tác dụng của hai lực trong quá trình chuyển động, đó là lực căng dây T và trọng lực V. Đó mấy em nhìn sơ đồ. Từ sơ đồ này thầy giải như sau. Đầu tiên áp dụng định luật 2 Newton. Áp dụng định luật 2 Newton. Hợp lực tác dụng vào vật tạo cho vật một gia tốc. Ta có đẳng thức vector. Vector trọng lực cộng vector lực căng bằng m nhân cho gia tốc chuyển động. Sau đó thầy chiếu lên. Chúng ta sẽ có B cos alpha cộng T chiếu lên phương của dây treo mấy em. Gia tốc A chiếu lên phương dây treo đó chính là gia tốc pháp tuyến, thì ký hiệu là AN. Gia tốc pháp tuyến có công thức là V bình trên R. Trong trường hợp này độ dài dây treo chính là bán kính của quỹ đạo, cho nên L là R, thì viết lại MV bình trên L. Từ đây thì rút ra công thức tính T bằng MN trừ cho B cos alpha, tức là trừ MG cos alpha. Áp dụng bảo toàn cơ năng. Cơ năng tại vị trí A bằng cơ năng tại vị trí B. Như vậy thầy nói cơ năng tại A MGHA, cơ năng tại B MGHB. HAHB là độ dài của vật so với mức thế năng mà thầy chọn là tại vị trí dây treo thẳng đứng đấy, cộng cho MV bình trên 2. Tại vị trí A là vật không có vận tốc, vật đứng yên, ta kéo ra một góc alpha 0 rồi ta thả nhẹ, không có vận tốc, cho nên cơ năng tại A là chỉ có thế năng MGHA. Tại B chúng ta có thế năng và động năng, nên áp dụng định luật bảo toàn cơ năng. Tại A, tại B cơ năng chúng bằng nhau, thầy có đẳng thức. Từ đó thầy thay thông số vào. Mấy em nhớ HA bằng L nhân 1 trừ cos alpha 0. Còn HB bằng L nhân 1 trừ cos alpha. Đây là những cái công thức mấy em lưu ý trong chương trình phổ thông chúng ta học khi về con lát đơn, tính độ cao của con lát so với mặt thế năng, tính theo góc lệch và tính theo chiều dài của dây. Thầy nhắc lại, L nhân 1 trừ cos alpha 0 chính là độ cao của vật HA tại vị trí A, và tương tự L nhân 1 trừ cos alpha là độ cao của vật tại vị trí B. Từ đó mấy em dễ dàng rút ra được V bình bằng 2GL cos alpha trừ cos alpha 0, hay vận tốc bằng cộng trừ căn bậc 2 của 2GL cos alpha trừ cos alpha 0. Từ có vận tốc ta suy ra được cái biểu thức tính lực căng T, MG 3 cos alpha trừ 2 cos alpha 0. Như vậy ở ví dụ trên các em đã có được cái đáp án trong 4 đáp án mà ta vừa có, đó là đáp án A. Đây, qua cái bài này để làm bài tập trắc nghiệm thì trước tiên mấy em hiểu và sau đó mấy em nhớ hai công thức tính vận tốc và tính lực căng T của con lát đơn như một công thức mà chúng ta đã học. Như một công thức. Đây là cái công thức rút ra từ bài tập, nhưng để làm trắc nghiệm thầy nhắc lại mà em cố gắng thuộc như một công thức mà chúng ta học trong bài học. Thì dĩ nhiên trước đó em phải hiểu được vì sao có được biểu thức tính vận tốc cũng như biểu thức tính lực căng T này như thầy đã trình bày. Ta dựa vào định luật Newton và ta dựa vào định luật bảo toàn cơ năng ví dụ số 2. Ví dụ số 2 của chúng ta có một con led đơn dao động điều hòa với tần số góc omega và biên độ S0. Nên chú ý, đối với dao động con led đơn, đôi khi chúng ta viết phương trình theo biên độ S0, đôi khi viết theo góc lệch alpha, đôi khi viết theo độ cao của vật so với mặt thế này. Trong trường hợp này đề cho biên độ S0 thì em chú ý đây chính là cái độ lệch của vật. Khi vật có ly độ là 4 cm thì vận tốc của chất điện của vật nặng đấy treo vào con lắc, treo vào sợi dây đó, bằng -12 căn 3 cm trên dây. Khi vật có ly độ là -4 căn 2 cm thì vận tốc lại là 12 căn 2 cm trên giây. Hỏi tần số góc, hỏi biên độ dài. Tần số góc và biên độ dài. Chúng ta có 4 đáp án. Đáp án A 5 radian trên giây và biên độ dài 8 cm. B 2 radian trên giây, S0 7 cm. C tần số góc là 3 radian trên giây và biên độ dài 8 cm. Hay 4 radian trên giây và biên độ dài 10 cm. Mấy em chú ý ghi kỹ lại đề. Các bạn có hai dữ kiện mà mấy em chú ý. Dữ kiện thứ nhất, khi vật ở ly độ 4 thì vận tốc đạt được là -12 căn 3. Khi ly độ là -4 căn 2, vận tốc là 12 căn 2 cm trên giây. Em xem bài giải. Ta có S0 bình bằng S bình cộng V bình trên omega bình, biểu thức độc lập với thời gian. S0 là biên độ dài, S là biên độ tại thời điểm ta đang xét. Vận tốc với vận tốc tương ứng là V tại thời điểm S, tần số góc omega. Công thức S0 bình bằng S bình cộng V bình trên omega bình. Cũng như bên con lắc lò xo, bên con lắc đơn cũng có công thức độc lập thời gian. Từ đây dựa vào hai dữ kiện của bài, khi S bằng 4, V bằng -12 căn 3, thầy thay vào thì được một đẳng thức, trong đó ta có S0 và omega là hai biến số. Tương tự, dữ kiện khi S bằng -4 căn 2, V bằng 12 căn 2, thầy cũng thay vào, ta được biểu thức thứ hai. Thì rõ ràng chúng ta đã có được một hệ phương trình gồm hai biến số về mặt toán học, đó chính là S bình và 1 trên omega bình. Từ đó mấy em giải ra được tần số góc 3 rang trên giây và biên độ dài 8 cm. Đấy, từ vật lý, những dữ kiện của đề, chúng ta lập được hai phương trình, trong đó có hai biến số S0 bình và 1 trên omega bình. Giải hệ, ta có được S0 bình, 1 trên omega bình. Từ đó em suy ra được tần số góc và biên độ dài. Vậy trong các đáp án đã cho, chúng ta dễ dàng thấy được đó chính là đáp án C. Tần số góc 3 rang trên giây và biên độ dài 8 cm. Đấy. Mấy em chú ý, cái công thức độc lập thời gian bên con lắc đơn nó cũng tương tự như bên con lắc lò xo. Ví dụ số 3. Ở ví dụ số 3 này, ta có con lắc đơn chiều dài đã cho là 1 m. Con lắc được đặt ở nơi có gia tốc trọng trường 10 m trên dây bình. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, là vị trí dây treo thẳng đứng đấy mà. Con lắc dao động với biên độ alpha 0 bằng 9 độ. Bây giờ họ không cho độ lệch nữa, mà đề lại cho theo góc lệch alpha 0 bằng 9 độ. Nên toán với con lắc đơn phong phú hơn so với con lắc lò xo. Tại vị trí vật có động năng bằng thế năng thì vận tốc của vật có giá trị là bao nhiêu? 0,25 cm trên giây hay 0,5 m trên giây, 0,35 m trên giây hoặc 0,9 m trên giây. Đó là 4 đáp án để cho. ta giải như sau. Đây là bài toán về năng lượng. Cũng vậy, từ công thức độc lập thời gian, thầy suy ra V trên omega tất cả bình, tức là V bình trên omega bình đó mấy anh, bằng S bình trừ S0 bình, bằng S0 bình trừ S bình, biên độ dài cực đại, biên độ dài trừ cho biên độ tại thời điểm mà vật nặng có vận tốc là V. Mặt khác, như nãy thầy nói, mối liên hệ giữa góc lệch và độ lệch alpha bằng S trên L. L là độ dài dây treo, alpha là góc lệch. Mấy em chú ý, alpha ở đây tính theo đơn vị radian. Cũng vậy, góc lệch cực đại alpha 0 được tính theo biên độ dài S0 trên L. Trong đó, tần số góc thì tính theo công thức căn GL. Ở đây là omega bình, cho nên bằng G trên L. Vậy, các em thay vào, chúng ta sẽ có được đẳng thức từ S thì đưa về góc alpha. V bình trên GL bằng alpha 0 bình trừ alpha bình. Bây giờ ta lại quay lại tìm cái vị trí mà tại đó vật có động năng bằng thế này. Khi đó vật có ly độ góc là bao nhiêu? Lúc đó là bằng cộng trừ alpha 0 căn 2. Mấy em nhớ bài toán tổng quát về dao động đèn điều hòa. Khi chất điểm ở vị trí mà tại đó động năng bằng thế này thì mấy em nhớ khi đó x bằng cộng trừ a căn 2 trên 2. Tổng quát. Nên trong trường hợp này alpha sẽ bằng cộng trừ alpha 0 trên căn 2, hoặc là alpha 0 căn 2 trên 2 như nhau. Từ đó ta có được V bình trên GL bằng alpha 0 bình trên 2. Ta dễ dàng suy ra được biểu thức tính vận tốc theo góc lệch alpha 0 bằng cộng trừ alpha 0 căn GL trên 2. Thay thông số vào, các em sẽ có được vận tốc 0,35 m trên giây. Vậy trong 4 đáp án đã cho, ta dễ dàng thấy được đó chính là đáp án C. Đây, bài toán trên mấy em nhớ lại mối liên hệ con lát đơn, nó cũng là một dao động điều hòa. Cho nên tại vị trí mà động năng bằng thế này thì ly độ sẽ bằng cộng trừ biên độ trên căn 2. Và vấn đề thứ hai của bài toán này nữa là em nhớ lại biểu thức độc lập thời gian. Đây, đó là hai vấn đề rút lại ở cái ví dụ của bài này. Ví dụ số 4. Ở ví dụ số 4 này, đây là bài toán về chu kỳ. Đây là một dạng toán về chu kỳ. Hai con lát đơn có chu kỳ dao động lần lượt là 2 giây và 1,5 giây. Hỏi chu kỳ dao động của con lát đơn có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lát trên là bao nhiêu? Chúng ta có 4 đáp án của đề: 1,5 giây, 2,5 giây, 3 giây hoặc 3,5 giây. Đây là bài toán về chu kỳ của con lát. Trong trường hợp này con lát ghép, chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lát đơn ban đầu. Và chu kỳ của mỗi con lát đơn ban đầu chúng ta đã biết, đó là lần lượt 2 giây và 1,5 giây. Mấy em xem bài giải. Đầu tiên thầy nhắc lại công thức tính chu kỳ dao động của các con lát tương ứng với các chiều dài L1, L2 và chiều dài tổng cộng L1 cộng L2 được tính bởi công thức 2pi nhân cho căn bậc 2 của chiều dài trên gia tốc trọng trường, được tính bởi công thức 2pi nhân căn 2 của L chiều dài trên cho gia tốc trọng trường. Từ đó mấy em thấy được T1 bình cộng T2 bình chính là bằng T bình. Vậy thì ta dễ dàng suy ra được chu kỳ con lát đơn có chiều dài tổng cộng bằng chiều dài của hai con lát thành phần là 2,5 giây. Tóm lại, qua buổi học cô lách đơn này, thầy muốn nhắc mấy em một số công thức, một số đại lượng trong toán con lách đơn có những điểm tương đồng với con lách lò xo, nhưng có những điểm khác về công thức, về các đại lượng nên chú ý. Hôm nay thầy chỉ nói qua một số dạng và một vài bài thi của các năm gần đây: bài toán về chu kỳ, bài toán về năng lượng và những cách áp dụng công thức độc lập theo thời gian. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ bước qua lần thứ 2, đó là phần thầy trả lời câu hỏi của các em. Xin mời câu hỏi đầu tiên của các em. Dạ thầy, em có một câu hỏi xin hỏi thầy là về sóng, đó là hai nguồn kết hợp F1, F2 có độ lệch pha là pi2, xác định số phân tối, biết khoảng cách giữa khoảng cách F1, F2 là 10 cm, lambda bằng 4 cm. Dạ em xin hỏi thầy. Thầy tóm tắt lại ý của bạn vừa hỏi như sau. Đó là bài toán về sóng cơ. Hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng tần số, nhưng chúng lệch pha nhau pi/2. Sóng truyền đi có bước sóng là 4 cm. Hỏi: xác định vị trí mà tại đó dao động cực đại hay cực tiểu, hay là tính chất dao động của tại một điểm trong vùng sóng truyền. Thì để giải bài toán này, trước tiên mấy em thầy giả sử rằng nguồn F1 có phương trình dao động tổng quát là, nguồn F2 có phương trình là, U2 lệch với U1 một góc pi/2. Thì khi đó các em hãy viết cái phương trình sóng tại M do nguồn 1 truyền đến. Và phương trình sóng tại M do nguồn 2 truyền đến. Trong đó D1 và D2 lần lượt là khoảng cách từ M đến F1 và từ M đến nguồn F2. Vậy thì dao động tại M chính là dao động tổng hợp do hai nguồn gửi đến. Mấy em thực hiện phép cộng lược giác. Ta đưa U0 ra ngoài, cos cộng cos bằng 2 cos cos. Thầy sẽ có được biểu thức tổng quát như sau. Như vậy, dao động tại M mà cực đại thì chúng ta phải có cái giá trị này của cos bằng 1. Bằng 1 thì khi đó dao động tại M sẽ cực đại. Sẽ cực đại. Đến đây thì cái phương trình này mấy em đã biết rồi. Về mặt toán học, cos mà bằng 1 thì tuyệt đối cos bằng 1. Chúng ta sẽ có cái góc đó tương ứng là KB. Từ đây thầy gọi D là hiệu đường đi từ M đến hai nguồn đi. Thì chúng ta sẽ rút lại như thế này. Mấy em rút gọn cho pi, phải chuyển pi/4 qua và nhân lambda lên, đồng thời chia 2 xuống. Đồng thời chia 2 xuống thì chúng ta sẽ thấy thế này. K cộng 1/4 lambda. Và chỉ đến đây ta đã kết luận được khi hai nguồn kết hợp dao động lệch pha nhau pi trên 2 thì tại những điểm mà hiệu đường đi tuân theo cái công thức này bằng K cộng 1/4 lambda, trong đó K là một số nguyên, sẽ có dao động cực đại. Cũng vậy, nếu bài toán hỏi vị trí tại đó cực tiểu, hiệu đường đi từ điểm cực tiểu tới hai nguồn thỏa mãn điều gì, thì khi đó chúng ta sẽ có cos bằng 0. Vì vậy lúc đó cái góc này sẽ bằng là pi trên 2 cộng k đi. Rồi mấy cũng giải cái phương trình này ra, ta sẽ tìm được cái hiệu đường đi tính theo bước 6 và tính theo số nguyên k. Ta sẽ tìm được cái quy luật từ tại một điểm, tính chất của nó cực đại hay cực tiểu phụ thuộc vào hiệu đường đi từ điểm đó đến hai nguồn, trong trường hợp hai nguồn dao động lệch pha nhau pi trên 2. Đây là một câu hỏi khó, bởi vì trong chương trình phổ thông của các em chỉ học trường hợp hai nguồn cùng pha hoặc hai nguồn ngược pha. Trong trường hợp hai nguồn lệch nhau một góc bất kỳ delta phi nào đó thì buộc các em phải sử dụng công thức này. Ban đầu, viết lại phương trình sóng tại M do nguồn 1 truyền đến. 2. Viết phương trình sóng tại M do nguồn 2 truyền đến. Từ đó, ta biết rằng dao động tại M là dao động tổng hợp của hai dao động thành phần. Mấy em dùng phương pháp dao động tổng hợp, ta cộng hai hàm lại, dùng công thức cos cộng cos. Trong đó, hàm cos không chứa biến thời gian t. Nếu cực đại, mấy em cho bằng 1. Nếu cực tiểu, mấy em cho bằng 0. Rồi từ phương trình lượng giác đó, chúng ta sẽ rút ra được hiệu đường đi từ điểm đó đến hai nguồn thỏa mãn điều kiện gì để tại đó là đại hoặc tại đó là tiểu. Thầy mong các em sẽ hiểu kỹ bài này hơn. Từ một bài thầy nói luôn những trường hợp đặc biệt và tổng quát. Em có một câu hỏi muốn hỏi chương trình. Có một con lắc đơn khi alpha 0 bằng 5 độ và khi động năng bằng 2 lần thế năng thì lúc đó alpha bằng bao nhiêu? Như cái chủ đề thầy vừa mới giảng qua PowerPoint vừa rồi về con lắc đơn, về năng lượng con lắc đơn. Con lắc đơn có góc lệch cực đại 5 độ. Tại vị trí mà động năng bằng 2 lần thế năng thì góc lệch là bao nhiêu? Là góc lệch là bao nhiêu? Thì ở đây mấy em nhớ thế này. Theo định luật bảo toàn cơ năng, tổng của động năng và thế năng của vật tại bất kỳ thời điểm nào sẽ bằng cơ năng tồn phần. Mà động năng bằng 2 thế năng, cho nên thầy sẽ có 3 thế năng bằng cơ năng tồn phần. Mà công thức thế năng của con lắc là của con lắc đơn mà tính theo góc lệch, mấy em nhớ công thức của nó là MGL alpha bình. Và tương tự cơ năng tồn phần thì viết theo góc lệch. Đấy, từ đây ta rút ra được cái alpha tính theo alpha 0. Đấy, các em thấy số liệu vào alpha 0 bằng 5 độ, ta nhân với căn 3 trên 3, ta ra được alpha. Đây là một cái bài toán tương đối cơ bản trong chương trình phổ thông, dùng năng lượng để giải những bài toán xác định vị trí. Thì để giải được cái bài này, các em chỉ cần thuộc cái công thức tính thế năng cũng như công thức tính cơ năng toàn phần theo đi độ góc. Xin chào thầy và chào các bạn học sinh đang theo dõi chương trình ôn thi đại học 2011 trên kênh HTV4. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung câu hỏi mà chúng tôi đã được nhận qua trang web htv4.com.vn và trang web htv4.vn. Và sau đây là câu hỏi. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở R, tụ điện C. Điều chỉnh R để công suất trên R có lớn nhất. Khi đó, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 lần điện áp giữa hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là A 0,67, B 0,75, C 0,5, D 0,71. Các bạn đã biết câu giải đáp nào chưa? Thôi chúng ta hãy đến phần giải đáp của thầy giáo nhé. Thầy sẽ giải đáp cái câu hỏi của em vừa mới nêu. Trước tiên thầy tóm tắt như thế này. Đầu mạch điện có cuộn dây, mà cuộn dây này bấy giờ không thuần cảm, có điện trở, một tụ điện và một biến trở. Điện trở, biến trở được điều chỉnh sao cho công suất trên điện trở cực đại. Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu mạch bằng 1,5 lần điện áp hai đầu điện trở. Hỏi hệ số công suất của mạch lúc bấy giờ. Đây là một bài tập khó. Trước tiên mấy em phải nhớ tới khi biến trở thay đổi, công suất trên điện trở cực đại. Ta đã có làm bài này, nhưng trong trường hợp là cuộn dây thuần cảm không có trở R. Còn ở trường hợp này cuộn dây có trở R. Mấy em chú ý công suất trên điện trở được tính bởi công thức RI bình, mà Y bằng U trên Z. Z của chúng ta tổng trở mạch là bằng dung kháng trừ cảm kháng tất cả bình. Đấy. Từ công thức trên thì chia tử và mẫu cho R. Như vậy thì công suất trên điện trở R mà lớn nhất khi mẫu số này nhỏ nhất. Mẫu số này em thấy có dạng A trên B cộng B trên A. Như vậy ta liên tưởng tới cosin trong toán học. Như vậy BR max cực đại, đạt cực đại khi R sẽ bằng căn của thầy nói lại, chỗ này là vấn đề toán học. Sau khi ta chia tử và mẫu cho biến R, mấy em áp dụng cosi cho hai số hạng phía trước chứa R, thì rõ ràng điều này xảy ra khi R bằng căn bậc 2 của ZL trừ ZC bình cộng R bình. Khi đó công suất trên điện trở R sẽ cực đại. Dữ kiện thứ nhất thì rút ra được điều này. Dữ kiện thứ hai, khi đó điện áp hiệu dụng của mạch bằng 1,5 lần điện áp hai đầu biến trở R. Mà điện áp thì chúng ta biết là Y nhân Z. Và tương tự UR 1,5 thì viết lại 3/2 trên số nguyên. UR là Y nhân trên điện trở R. Vậy thì từ đây chúng ta thấy tổng trở mạch bằng 3/2 giá trị của biến trở R. Thì bình phương hai vế lên. Có được đẳng thức thứ hai, mối quan hệ giữa các đại lượng trong mạch, biến trở, điện trở cuộn dây, hiệu dung kháng và cảm kháng. Từ đây, từ 1 đây thì gọi là 1, thì gọi là 2. Về mặt vật lý, từ dữ kiện biến trở thay đổi để công suất trên biến trở cực đại, cũng như điện áp toàn mạch bằng 1,5 điện áp trên hai đầu biến trở. Từ những dữ kiện về vật lý, từ các công thức về tổng trở, công thức về công suất, thầy rút ra được hai hệ thức. Đến đây là hoàn toàn bằng toán học. Cốt phi, giá trị của cốt phi cần tiền của chúng ta là R lớn cộng R nhỏ trên cho tổng trở của mạch. Như vậy để tìm được cái giá trị này thì chúng ta phải dựa vào hai biểu thức 1 và 2. chúng ta tìm mối quan hệ giữa R lớn, R nhỏ và tổng trở mặt. Từ 1 thầy sẽ có là ZL trừ ZC bình bằng R lớn bình trừ R nhỏ bình. Từ 2 thầy rút ra bên này có 4R lớn bình thì rút gọn cho 9R bình, còn lại 5R lớn bình. Là ta có được hai vấn đề này. Rồi sau đó thầy thay cái ZL trừ ZC bình bằng R lớn bình trừ R nhỏ bình vào đây. Ta rút gọn cho đơn vị R nhỏ bình. Từ đó mà em thấy như vậy cuối cùng ta có 8R bằng R lớn. 8R bằng R lớn. Như vậy cái biến trở chúng ta lúc đó bằng 8 lần điện trở của cuộn dây. 8 lần điện trở cuộn dây. Khi đó mà em tính R lớn cộng R nhỏ bằng 9R nhỏ. Thì tính tổng trở ZL trừ ZC bình chính là căn R lớn bình trừ R nhỏ bình. Đến này thì mấy em đã dễ dàng có được đó chính là 12R. Vậy thì cốt phi của chúng ta (3/4). Đây là một bài toán khó. Nó khó về mặt vật lý và đồng thời nó cũng khó về mặt biến đổi toán học. Cho nên từ những cái bài tập này mấy em chú ý thế này, để từ đó ta rút ra những cái công thức mà mấy em rút lại xem như một công thức trong bài học mà mình học, chứ không phải một công thức trong bài tập. Một mạch mà cuộn dây không thuần cảm có điện trở được mắc cùng với tụ và biến trở, mà biến trở thay đổi như vậy công suất trong mạch cực đại nó khác, mà câu hỏi công suất trên biến trở cực đại nó khác nhau. Em chú ý, khi công suất trên biến trở cực đại thì ta có điều này, khi đó giá trị biến trở được tính bởi công thức đẳng thức 1. Đẳng thức 1 đó em chú ý. Còn hỏi công suất toàn mặt thì khi đó lại khác, khi đó lại bằng R lớn cộng R nhỏ nhân cho Y bình, chứ không phải là R lớn. Đấy, qua cái bài tập này thì mong các em nhớ cái công thức của đẳng thức 1 này, cũng như nhớ tới công thức tính hệ số công suất và một vài kỹ năng toán học mà mấy em cần phải rèn luyện thuần thục. Mà muốn rèn luyện thuần thục thì mấy em phải làm bài tập nhiều. Chỉ có làm bài tập nhiều mấy em mới hình thành được cái kỹ năng giải toán nhanh. Tóm lại, qua bài hôm nay ở phần thầy dạy cũng như phần giải đáp câu hỏi của các em một vài bài toán điện, đặc biệt là bài toán mà qua câu hỏi quét của các bạn nêu ra là một bài toán khó. Còn toán về dao động đơn của con lắc đơn, dao động con lắc đơn, mấy em nhớ những công thức tính về chu kỳ, những công thức tính theo ly độ, cũng như tính theo độ dài của cung, góc lệch và độ cao của vật so với mốc thế này, những công thức độc lập thời gian và năng lượng, và cách viết phương trình dao động của cung lắc đơn. Thì mong buổi học hôm nay các em sẽ thu gặt được nhiều kiến thức, cũng như giải đáp được nhiều những vấn đề khúc mắc của các em trong quá trình học. Thì mong các em sẽ gửi đến nhiều câu hỏi hơn và nhiều ý kiến hơn để phản hồi lại cái chương trình mới của đài truyền hình, cũng như các thầy cũng rất mong muốn hiểu hơn các em trong quá trình ôn thi có những gì khó khăn. Thân ái chào các em, mong các em có một buổi học tốt.